Rồi, gần hết tháng riêng thì hoa đào vẫn lở tung tóe đây. Đào lở hôm nay rất là dài. Chơi trước Tết một tháng, chơi sau Tết một tháng luôn. Đây hôm nay sản phẩm mới. À không phải sản phẩm mới, mà vẫn là sản phẩm cũ nhưng mà cái con này là màu đen, là màu đen mới. Màu đen mới ở Việt Nam mình thôi. Con này là 14S. Màu đen này rất là hot, 13S là hết rồi nhá. 14S mà cấu hình này là con này là con cuối cùng. Còn chỉ còn trên website là con 14S cấu hình RAM 4GB và ổ cứng SSD 128. Thì bên mình sẽ nâng cấp bên ổ RAM 8GB miễn phí. Đấy, thì giá nó rẻ hơn cái cấu hình này, ổ 256 RAM 8GB. Cạc rời, con này cạc rời 2GB. Con này cạc rời 2GB. 14S. Con này con cuối cùng khui thùng cho khách. Khách không nên lấy tin tưởng mình khui thùng mình sao thôi. Đúng không? Safety Urantica Lenovo ThinkBook 13S 14S IWL. Đấy, bây giờ chỉ còn 14S thôi, 13S hết rồi. Sáng trong mắt giống sạc 13 ấy. Các rồi. Con này có cổng Thunderbolt nhé, cổng USB Type-C đấy, USB Type-C HDMI, cổng sạc. Bên này hai cổng USB. Rồi giới thiệu thế thôi. Còn này, con này có phiên bản RAM 4GB sẽ nâng cấp lên RAM 8GB miễn phí. Rồi, xin chào và cảm ơn.